Hello, xin chào các bạn, lại là mình Bon Chơi Tuốt đây. Đây là video mà Bon chơi game ARK Survival Evolved, một tựa game sinh tồn thế giới mở. Mình phải sinh tồn ở trên một hòn đảo hoang đầy khủng long, cố gắng nâng cấp trang bị, xây dựng cho mình một căn cứ trú ẩn, trở nên mạnh mẽ hơn và đi đánh những con boss như là rồng khổng lồ chẳng hạn. Ở tập trước thì mình đã làm được hai thứ to bự, mình đi bắt con T-rex được nhưng mà thất bại. Sau đó tìm thuốc cưỡi mới, có thể vừa bay vừa bắn nhưng mà cũng chẳng được. An ủi cái là nó bay rất là cơ động. Rốt cuộc đi bắt T-rex bằng tay không, bị cá sấu cắn mém chết mấy lần nhưng mà cũng hên là thuần được, về cho nó phối đẻ ra trứng thành công. Ok, còn bây giờ là tập 10. Đi hái quả thôi mọi người ơi. Ôi mấy con Terry của mình nó đói hết trơn rồi. Chuyện làm mà Bon đi bắt mấy con T-rex nè, hay là thú cưỡi nè, bọn nó đều là động vật ăn thịt không à. Nó là thịt thà thì mấy con kia không có thiếu, nhưng mà chỉ có bầy Terry là nó ăn cỏ thôi, nó ăn rau củ quả thôi. Thành ra mình không để ý mấy bạn. Hồi nãy Bon mới kiểm tra cái khay đồ ăn. Cái khay đồ ăn bây giờ chỉ còn thịt thôi à. Rau củ đâu nó hết trơn rồi. Mấy con Terry mình bị đói mà bạn, gần chết luôn. Hình như chết hết một con rồi. Thôi giờ đi lấy con này đi farm quả cho nó nhiều. Mấy ngàn luôn nè. Đó các bạn thấy không, mấy ngàn rồi. Farm nhiều về mình bỏ vô mấy cái khay cho nó đầy lên. Sau đó mình bỏ đó nửa tháng luôn cũng được, để cho nó không có chết đói mà. Mấy ảnh bị đói á, mất máu á nè, mấy bạn coi nhìn trên người nó nè, bị trầy chùa chảy máu này thấy không? Ôi nó gần chết luôn mà, hồi nãy mình check là hết máu luôn, hết hồn, nhét vô cho vài quả. Giờ thì máu nó đang hồi, nhưng mà máu Terry nó hồi cực kỳ chậm luôn, trời ơi. Không như con T-rex hay là những con ăn thịt khác, Saco của mình chẳng hạn. Ví dụ như mỗi lần mình đi cắn một cái con thú nhỏ đi, thì cái con đó nó ăn thịt luôn mấy bạn, nó ăn thịt cái con thú nhỏ luôn, cái nó hồi đầy máu. Còn con Terry không có cách nào hồi máu được hết, trời ơi. Mình cho nó ăn hạt không lên, trời ơi, anh em ơi cứu Bon với, làm sao để hồi máu cho con này vậy mấy bạn. Chứ con nào con nấy giờ mình cộng vô máu cho nó nhiều quá, 5-6 ngàn, có con tới mười mấy ngàn máu hả, là đợi nửa tiếng đồng hồ luôn mới đầy máu, lâu lắm, lâu cực kỳ. Rồi Bon nhặt được cái quần làm bằng lá này từ lâu rồi các bạn, nhưng mà mình thấy cần cái nguyên liệu là cái gì đó Polymer. Mình không biết cái này ở đâu ra, có mấy bạn nói với Bon á là cái này mình phải đi qua cái vùng tuyết, thì Bon search Google thì phải đi đánh con chim cánh cụt á mấy bạn. Vùng tuyết là hình như là ở góc trên bên trái cái bản đồ đúng không ta? Chắc là cử chi mình đi thử. Ê nhưng mà có một bạn để lại bình luận nói với Bon là hãy nên chế tạo một quả cầu cryo đi, mình có thể lưu trữ khủng long giống như Pokemon vậy, và nên thuần những con thú nhỏ để cưỡi cho nó tiện, mà còn đi hang nữa. Đâu quả cầu cryo? À nè, cấp 51, đúng rồi đó. Chỉ tốn 20 điểm thôi. Giờ mình học xong rồi đó, giờ cái này xài sao ta? Ủa ơi mọi người, công thức chế tạo nó không có nè. Ủa sao kỳ vậy? Để coi nó chế tạo bằng gì. Ha, không phải smithy hả? Ủa mấy cái này tìm đâu ta? Search create không có, tech không có, supply không có luôn. Ủa what the hell? Thôi cái cryo để mình tìm hiểu thêm. Hiện tại vẫn chưa biết cách sử dụng. Giờ Bon sẽ đi vùng tuyết ở phía tây bắc bản đồ các bạn à. Cái gợi ý còn lại của bạn là đi tìm một con thú cưỡi, chắc là direwolf, sói tuyết mấy bạn à. Muốn bắt con gì thì mình cũng phải làm thuốc mê đi. Chà, Bon thấy game này nó có súng nữa mấy bạn, chắc là Bon sẽ sớm tìm đồ chế tạo súng thôi. Tại vì xài cung nỏ cũng hơi cực nha. Ê nhưng mà anh Huy có chỉ mình một cái trick này hay lắm. Lần trước mình khá là chật vật tại vì cái con thú cưỡi Tabillachara này á, nó không có vừa cưỡi vừa bắn được. Thì Bon có hỏi anh NQH, anh chỉ cho mình một cái trick lỏ. Đó là mình phải làm cái hút các bạn à, cái móc câu. Mình bắn vô cái con chim khi nó đang bay. Đó, như vậy thì nó sẽ chở mình đi bất kỳ đâu mà mình có thể sử dụng vũ khí được. Mình sẽ đi bắt con chim, rồi sau đó đến vùng tuyết đánh con chim cánh cụt để mà có thể tạo được mấy món đồ này. Ok, lên đường. Ôi mấy con chim đó đông nhất là ở chỗ cái rừng màu đỏ đỏ mấy bạn. Rừng mấy cây thông đỏ đỏ đó. Đây, tới rồi đây. Ôi mình thích khu rừng này ghê á. Mấy con này giống như là mấy con ở thời hiện đại giờ trên trái đất mấy bạn. Nè, con này con hưu nai gì nè. Ủa, nhưng mà cái con mình đang cưỡi nó có chiêu gấp đi không ta? Cái chuột phải của mình là cái gì ta? Mình thấy nó dang hai cánh lên. Hình như không phải chiêu gấp. Ok. Thôi giờ đi tìm con đại bàng đi, tập trung chuyên môn. Đây, đông nè. Ôi ôi, tụm 5 tụm 7 vậy đây, sòng bài hay gì đấy. Ôi, đang cắn lộn với mấy con raptor. Trên kia nó có một con. Ui, đúng rồi. Mấy cái con này nó thường có tính bài đàn mấy bạn. Nó giống như cho sói đồ á, nó giống như con chia xe ratov là mình đánh một con là nguyên bầy nó dí. Thôi giờ mình sẽ tách nó ra đi, coi con nào tách đàn á, điên mình đánh lẻ đó thì mình dứt nó. Đây 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 đây. Một em đu ngang qua bắn này. Không được, nó không cho mình xoay qua. Ơi nó đậu rồi kìa. Rồi ok mình đậu xuống luôn. Mình xuống mình áp sát mình bắn luôn. Con này cấp 28. Ok, để coi. Bắn cái là 300 hả? Này chắc là 4-5 phát là đi. 5 phát. 6 phát. 6 không? 6 không? 7 nè. Cái nữa. Ôi, 7-8 phát là đi rồi. Bất tỉnh liền. Cộng 1 chim. Sau khi mình thuần thì nó lên được cấp 36. Cũng được, không nhiều lắm. Tôi nghĩ là do cấp nhỏ quá nên là nó tăng không đáng kể các bạn à. Hơi phế một chút. Để coi nguyên liệu làm cho cái yên đắt không ta. Sát đồ agen. Agen nè. Chitin nó nguyên liệu cũng đơn giản. Về nhà mình mới làm được. Thôi kệ, mới đầu thì mình chỉ cần một con để di chuyển thôi thì cấp nào cũng được. Về cho nó đẻ mình tính sau. Là do con chim của mình bay nhanh quá hay mấy con đại bàng này nó thật sự bay chậm ta. Mình đang là thôi mà ảnh theo ảnh cũng hơi đuối nha. Nhưng mà giờ về thì còn uổng hơn nữa. Kìa mấy bạn nhìn kìa, trời ơi, nguyên một hòn đảo chim, chim không. Quá trời chim. Ở trên cũng có chim, dưới cũng chim, trái chim, phải chim. Quá trời chim. Lỡ đến rồi mấy bạn. Mất công đến thôi, giờ mình làm nguyên một đàn luôn đi. Ủa, con gì đây? Sabertooth. À, Sabertooth là con sư tử núi đúng không ta? Báo ra răng kiếm gì đó đúng không? Con Sabertooth. Hình như con này cưỡi đường thì phải. Ôi, mình thử mình săn nữa coi. Nếu mà gây mê được mình thuần luôn mấy bạn. Thật ra Bon nghe mấy bạn đề xuất vài con thì mình thích con sói hơn. Nhưng mà Sabertooth này cũng được. What the hell bro. Mới bắn có vài phát nó chạy đi đâu qua bên núi bên kia luôn rồi. Dạ. Rồi mất tiêu luôn. Mất tiêu luôn rồi. Tao bo cũng nửa cây à. Để mình bay qua mình xem coi ảnh còn bên đây không. Nhiều khi nó núp mấy bạn. Núp lùm bắn tỉa mình vừa ra nó táp mình. Đập phát không có thiệt. Má ẩn thân chi thật rồi. Ui thôi kệ bảo đi. Mình quay lại mình bắn con chim chứ nè các bạn. Chim đại bàng đây quá trời. Thằng làng ở đây đi. Đấy. Một em nào. Phập nè. Hết hồn chưa. Ôi mới bắn 2 cái hơn nửa cây rồi. 4 cái xỉu hả? 3 cái xỉu. Mới có 3 cái à. Cho ăn thịt đùi nha. Nè bạn. Ôi ảnh mới cấp 12 à. Ôi phế điên. Kệ đi về cho nó luyện cấp sau cũng được. Không một con yếu quá mình lấy nguyên đàn đi ha. Ở đây có con cá 44 nè. Ôi cái gì chứ đây quá trời. Đứng chỗ thôi chắc cũng thu phục được cả chục con á. Con này tao bo 2k1 thì chắc là bắn 6 cái hả ta. Ê nó target chim của mình. Ôi khoan sao kia chim mình cắn lại vậy. Ê đừng cắn nữa, đừng cắn nữa. Ê đừng cắn. Thấy mẹ rồi bấm lúc nào để không cắn ta. À rồi. Ê rồi nhỏ hết máu luôn. Ê coi chừng chết, coi chừng chết. Ê bấm lúc nào đây. Nó dừng chưa. À dừng rồi hả. Mày nó cắn nhỏ gần chết luôn mấy bạn. Mình thuần mà máu bị thấp quá. Vậy là cấp độ nó yếu xìu rồi đúng không ta. Mình nhớ không lầm thì nhấn nút F2 tụi nó sẽ ngừng cắn. F1 thì nó quay qua nó cắn. Phải không ta. Nhớ nữa. Đề ra cho ăn cái đi. Bất tỉnh nằm chè queo rồi nè. Ở trong nãy giờ mình cũng tranh thủ mình câu giờ cho nó đừng chút máu lên đừng khúc. Lên không? Không lên miếng nào chứ. Thôi ăn đi. Rồi vậy là được 3 con. Chưa đủ ha. Được con cấp 66 cũng ok kìa chứ. Để coi con này cấp 16 coi. Nếu mà mình clean chút máu nó đầy chắc là lên được cỡ 30 40 á chứ. Ôi mấy con chim mình không cắn này ngon. Ê trời ơi mới nói. Dừng lại con. Rồi ok. Má hú hồn. Má lại gần chết rồi. Lần này rút kinh nghiệm coi. Cấp 44 được chắc lên 8-9 luôn á chứ. Ôi cho tới hiện tại mấy con chim mình không cắn nữa nè. Ôi hình như mình chỉnh đúng rồi đó. Đừng trời ơi đừng mà. Thổi sáo sao vậy ta. Má lú quá. Ê ok giờ không đổi nữa nha. Giờ tôi không bấm nút gì nữa hết. Giờ mình sẽ thử chơi một con nào đó cấp cao hơn một chút nữa. Đây 56 ok nè. Tao bo 2k6 luôn. Ồ nhiều đó chứ. Chạy qua luồng cây nè. Ôi má có khi nào nó chết không sao máu nó tuột nhanh quá vậy. À yeah ngon. Chim mình không cắn. Hên quá. Một cái nữa. Một cái nữa thôi. Hay là đầy luôn rồi ta khỏi luôn. Đầy luôn rồi. Quay qua lại mình được nguyên bầy nữa các bạn. Cho nó bay thử đi. Ôi có chim kìa kìa. Đúng rồi. Bật qua chế độ tự động đánh nè. Đó. Rồi. À thì ra là vậy. Mình biết rồi các bạn. Ui con cấp 12 đã hạ con cấp 200. Ui chắc lên được nhiều cấp lắm á. Ủa cấp 84 luôn nè. Vậy là đủ mạnh đi đánh lộn rồi các bạn ha. Như mình ấy cũng khá nhiều á. Thôi chắc như đây thôi. Đi về được rồi. Về thôi. Cái chỗ này cách cái bờ biển nhà mình thì cũng khá là gần đó. Nói chung cũng hên đấy các bạn. Cái này tốc độ bay cơ bản của nó chậm rì luôn các bạn. Chậm hơn mấy con thằng lằn nhiều. Đúng rồi. Về làm cái yên. Lấy thử. Rồi. Tấp vô lề mấy em ơi. Đậu xe gọn gàng vô. Còn bây giờ là cái trích lỏ anh Huy chỉ mình nè. Phải là một cái ráp hút mấy bạn để coi nguyên liệu là gì. Ôi cái này là làm xong là mình xài được hoài hay là xài một lần vậy? Xài hoài thì cái này rẻ, còn xài một lần thì mắc quá. Trời ơi, theo những nhà cái móc học thì phải thử mới biết được. Ủa sao gom đồ không được ta? Thiếu gì vậy? Đây thiếu cái này, xi măng. Thiếu xi măng này làm nhiều đi, 20 cái luôn cho nó đã. Mà không biết cái móc này xài một lần hay là xài nhiều lần nữa. Thôi cứ chứ ấy dư đi. Trời, mình làm trước một cái nha. Đó. Hết sảy. Ôi giờ lựa em chim nào đây? Đó, nhìn cũng nhức đầu đó. Cấp cao hả? 84 cũng được nè. Thôi lấy con nâu đi, con nâu đẹp. Đều vô nè, bay thử nè. Lần đầu chúng ta làm chuyện ấy. Ồ, bay cũng không quá chậm mấy bạn, nhưng mà mình bay cái con kia quen rồi. Giờ thì thấy vậy chậm quá. One hour later. Đó, cấp cao một chút bay vậy nó mới dễ chứ. Có nhiều điểm mà mình cộng hết vô tốc độ bay. Giờ nó bay cũng chỉ gần bằng cái con Tabejara thôi mấy bạn. Gần bằng thôi chứ cũng chưa bằng nữa. Nhưng mà thôi cũng tạm được rồi. Mình hỏi thời gian mình cày cấp nhiều quá. Cày cả tiếng đồng hồ thì được nhiêu đây thôi chứ. Để mà cho nó bay bằng con Tabejara chắc phải cày 2-3 tiếng. Thôi tốn thời gian lắm. Rồi giờ mình test cái móng nè. Bắn vô đít đi. Ôi cái này phải nhắm kỹ nha, chứ bắn vô chân là đau lắm á. Đó. Ôi thốn. Mẹ thu lên được không? Không được. Lên cao một chút rồi. Nè tưng rồi nè, tưng tưng rồi nè. Ok rồi đó. Đâu giờ bấm cái dấu chấm hỏi. Ui. Ê. Đâu. Ê nhanh quá mọi người. Ôi nhanh kìa. Như vậy con chim của mình nó sẽ không bao giờ hết thể lực đúng không? Nhưng mà có một cái mấy cái tại sao tất cả con pet của mình nó đều di chuyển người ta bất tiện quá. Do phím của mình. Mấy cái này là điều khiển tất cả con cùng lúc mấy bạn ơi, không thể điều khiển một con được. Giờ sao ta? Cứ vậy nó đi. Ê gì vậy? Quá trời phát hết máu luôn. Gì vậy? Con này mày phản chủ à? Tự nhiên mày đáp xuống vậy. Giờ đâu mình lệnh cho nó bay ra chỗ này ra. Đầu phát nó không bay, nó đi bộ. Ôi thêm bầy kia nữa. Giờ làm sao chỉ có mình ảnh thôi. Thôi mình giờ mình lái ảnh đi. Mình lái riêng ra nó bay chỗ khác đi. Rồi mình dùng lệnh sao chứ không để ảnh hưởng mấy con khác. Kiếm góc nào vắng vẻ đi. Để mà ống đá này được nè. Rồi xuống đây luyện tập thôi. Giờ thì mình sẽ cho nó bay ra xa trước. Bay ra kia. Đúng rồi, ra kia. Đó. Rồi giờ thì những chữ T quay lại đây. Mình canh nó nửa đường cái chiêu dừng mấy bạn. Ở này hơi xa. Tầm này được nè. Ok, lấy móc bắn nè. Ha! Hết móc. Mẹ. Ôi, vậy là cái này đắt thiệt các bạn ơi. Móc xài được một lần à. Vậy là mình phải chế nhiều chút. Mẹ đắt quá. Trời ơi tiếc quá. Nên là xài phải cẩn thận chứ không là tiêu quá. Thôi à. Chim nào cũng là chim mà. Mình sẽ đổi qua Tabejara các bạn ơi. Mấy con này ở nhà mình cho nó phối đi. Còn di chuyển thì chắc là mình sẽ đi Tabejara cho nó dễ. Con này mấy con chứ mấy con đại bàng này hơi khó điều khiển. Đấy, hai em để gần nhau là thấy tim đập thình thịch rồi nha. Ôi quả trứng màu xanh đẹp nha. Đem đi up luôn rồi. Ai, quá nóng. What the hell. Chắc là gió ngoài trời đem vô nhà thử coi. Ok nè. Ơi, vẫn quá nóng. Ủa, không có đuốc có mấy che do lò hả ta? Mấy giờ để đâu giờ? Quăng xuống nước. Không lẽ quăng xuống nước. Thử coi. Giờ chắc ok á. Hả? Ơ vẫn quá nóng nè. Có gì đó sai sai. Giờ sao ta? Thôi giờ mình chắc đi lấy thêm trứng đi. Nó phối hết rồi đủ trứng rồi mình đợi trời chiều mát. Hôm nay trời không có mây mù gì hết trơn á, nắng quá. Đúng vậy, không ấp được thì mình đi phối tiếp đi. Chỉ có hơi rầu một cái giờ mấy con này cấp yếu xìu. Thôi cấp yếu á nhưng mà thôi kệ đi. Mình chọn lọc mấy bạn. Đâu thử lại lần nữa coi. Mấy lần này tôi ngâm xuống nước luôn coi coi sao chứ. Sao kỳ vậy ta? Không được. Nè, thử lại coi. Siêu hot để ở trong bóng râm mà. Không được, thôi mình vô rừng thử coi. Ở trong rừng thấy có vẻ mát hơn đó. Đó, ở đây có bóng mát nè. Thấy mát rượi rồi đó. Ở đây mà không được nữa là thua luôn. Thề. Bỏ hết trứng đi. Đây có nhiều quả được. Too hot. 2 quả rồi. Má, khó chịu vậy ta. Thôi cho đẻ thêm đi nè. Mình đợi chiều tối rồi mấy bạn. Giờ chỉ có chờ đợi thôi. Chờ đợi là hạnh phúc. Không biết làm sao hết. Đó, thêm một quả trứng nữa. Đây, 2 con cấp cao nhất nè. Cái con màu nâu với con đen nè. 1 hour later. Rồi, chiều chiều rồi đó. Giờ tôi thử xuống, quăng xuống nước lại coi. Dưới nước mà không được thì không biết ở đâu mới được. Đưa nè. Hợp lý. Vậy là do thời gian đó các bạn. Thời gian trong ngày nhiệt độ nó cao quá. Game này nó có nhiệt kế không? Để mình canh nhiệt độ chứ mình không biết nhiệt độ bao nhiêu hết. Hồi hộp quá. Mình sợ đồ... giờ thì lại bị lạnh. Má trứng. Đem vô nhà coi. Đó, gần nở nè. Ok. Đem ra ngoài sân đi các bạn. Nở trong nhà mình sợ mình dắt ra không được. Đó. Để coi. Quá nóng hả? Tắt vài cây đuốc coi. Được chưa? Tắt thêm cây nữa. Má, tắt hết còn có một cây à. Tắt luôn lò lửa nè. Đó, giờ mới được nè. Đó. Ôi, nở liền kìa. Một trứng sinh đôi. Mà sinh đôi chi phế thì sinh đôi cũng vậy thôi. Phế điên, cấp 4 mấy. Trời ơi. Thôi mình quyết định để bầy chim nhà mình lấy thằng làng mình đi mấy bạn. Tabejara vẫn là chân ái. Má tôi tập sau chắc là phải đi phối con này ra mới được. Bay đã lắm. Ở bên này sao nó spawn quái đông thế nha. Cái đường đi qua cái núi tuyết. Kìa, cái núi tuyết trước mặt kìa phải không? Ok, tập hôm nay thì mình đến đây thôi. Tập sau thì mình sẽ đi khám phá hết cái vùng tuyết này. Cố gắng tìm thu phục một con sói tuyết. Với lại đi tìm con chim cánh cụt mấy bạn ơi. Ok, hẹn gặp lại mấy bạn ở tập 11 nha. Bye bye.